Chào cả nhà, Hà Thuận đang có mặt ở số 1122 đường Trường Sa. Ở đây là quận Phú Nhuận nha cả nhà. Ở đây thì có cây tràm bánh gỏi giống như gỏi Thi á, gỏi đu đủ Thái Lan nha. Đang rất là hút khách nha cả nhà ơi. Rồi hôm nay mình giới thiệu với cả nhà về cái quán ăn của một anh chàng bánh gỏi đu đủ Thái Lan nha cả nhà. Ở đây là địa chỉ số 1122 đường Trường Sa. Quán đang rất là hút khách nha. Rồi mình sẽ cùng xem anh chàng này bán gọi như thế nào mà rất là hút khách nha cả nhà. Anh ơi, hỏi không anh? Chào anh. Hello. Rồi mình khám phá gian hàng của anh nha. Đó. Có nào này, có gô thiệt này, tới ship hàng gì mà anh này là bên nào ha, còn anh kia là gô Việt ha. Anh mấy hộp vậy anh? Đây hai hộp. Ở đây là để là gọi đu đủ Thái Lan. Anh chàng này chưa có thương hiệu riêng. Mình coi cách anh chế biến nha. Yên tâm. Đây mình coi cảnh anh chàng này đâm đu đủ nha. Cái cách làm với lại gia vị thì cách làm với lại cái nguyên liệu thì giống anh, nhưng mà cái gia vị thì em liên theo cái khẩu vị người Việt mình. Cái gì? Dạ. Cái khẩu vị anh kiểu chua cay này kia đó là em làm theo khẩu vị người Việt. Với lại của em không có làm đồ sống anh, tất cả đều chín hết. Mắm tương này kia, nước sốt này kia là anh làm chín hết. Các nguyên liệu thì đều làm chín hết. Kể cả đu đủ luôn nha, kể cả đu đủ. Cái này mấy phần mà em đâm nhiều gia vị nữa nhỉ? 4 phần. Rồi
một cái phố của mình được mấy phần? Maximum 4 phần ạ. Tại có em nó cũng nhỏ trong phố to. Mình mở cửa thấy hơi trễ, tới 5-6 giờ anh mới mở đúng không? Dạ đúng rồi, tại buổi sáng còn đi làm nữa. À vậy là anh chàng này là ban ngày đi làm. Đúng rồi. Buổi tối làm thêm thôi. Đúng rồi, cái này bán tiếng thêm. Ban ngày là nhân viên văn phòng đúng không? Sao? Để làm bên thời gian á, làm bên đầu đường cuối. Mấy hộp vậy chị? Một hộp hả? Thường em bán tới khoảng mấy giờ thì ngưng? Em bán tới khoảng 9 giờ, 9 giờ hơn rồi thôi. À, vậy là khoảng 6 giờ tới 9 giờ thôi. Một ly này là bao nhiêu ta? Một phần là bao nhiêu em? Dạ, phần là 30 em. Thì cho đủ 5 ngàn cho 3 miếng rồi. Bạc khía đúng không ạ? Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn! Em chẳng là việc luôn tay luôn chân như vậy. Xếp hàng chờ mấy hộp anh chú? Hai phần 60. Anh ơi, giờ em tí xíu em ghim cái đèn. À, ghim đèn lên, ok. Những cái nguyên liệu này tự em chuẩn bị hết luôn hả? Trời ơi, vậy là bào lúc nào? Bào buổi chiều anh em tan ca dịch này. À, tan ca làm công việc rồi mới bào đu đủ nha cả nhà. Để so sánh em với Ti Thi thì nói sao? Dạ. Chỗ nào họ không bị thì dạ. Đúng rồi, anh có. Em bán tới thời điểm này là được bao lâu rồi ta? Bán còn hai. Làm thì có cực lắm không? Đi làm ban ngày rồi ban đêm đi làm gì nữa? Em thấy vui. Vui hả? Tại vì em không có nhan. Em thấy vui, em thấy bán vui, có cái chuyện hướng hơn. Nhưng mà em bán suốt tuần luôn hả? Em bán suốt tuần luôn anh. Wow. Thì thời gian đâu đi chơi nghỉ ngơi?